Huyền Thu rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả thân mến của kênh Sống để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng và chọn Sống để Hạnh Phúc là nơi để chia sẻ những triết lý và kinh nghiệm trong cuộc sống. Quý vị thân mến, sống vì người khác, nếu hiểu theo hướng tích cực, chính là đặt lợi ích của những người xung quanh bên cạnh lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, sống mà chỉ để làm hài lòng người khác, đôi khi lại biến bạn trở nên phụ thuộc và khuôn phép. Vậy sống vì người khác nhiều quá có thật sự tốt hay không? Hay nó chỉ khiến cho bạn dần đánh mất đi cuộc sống vốn có của mình? Đánh mất mình có thể nói đó là một trong những việc làm đáng trách nhất. Ngoài ra có 8 việc khác nữa mà chỉ người ngu dốt mới làm mà thôi. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ video đến người thân của mình quý vị nhé. 8 việc chỉ người ngu dốt mới làm, biết để mà tránh. Thứ nhất, đánh mất chính kiến của bản thân. Biểu hiện rõ nhất của những người sống vì người khác quá mức chính là đánh mất đi chính kiến và lập trường của mình. Đối với họ, giá trị của bản thân được tính bằng sự tín nhiệm và công nhận của người khác. Theo chia sẻ của Mijes, những người này thường sống với suy nghĩ tôi chỉ đáng được yêu khi tôi trao hết những gì mình có cho những người xung quanh. Họ cảm thấy bản thân thật sự tốt khi được mọi người đánh giá cao và tin rằng mọi người chỉ quan tâm đến mình khi mình hữu dụng. Thứ hai, không biết nói không với người khác. Đôi khi, bạn cảm thấy việc nói không hoặc từ chối lời nhờ vả của ai đó sẽ làm họ cảm thấy bạn không quan tâm tới họ. Vì thế, đồng ý làm những việc người khác mong muốn đôi khi là lựa chọn an toàn giúp bạn duy trì một mối quan hệ nào đó. Mặc dù nhiều lúc bạn không có đủ thời gian hoặc khả năng để giúp đỡ họ. Chưa dừng lại ở đó, bạn đôi khi còn bất chấp đồng ý làm những việc mà bản thân không hề thích hoặc những việc mà bạn cho là sai trái. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể gây ra nhiều vấn đề lớn. Chúng minh chứng rằng bạn đang đặt những suy nghĩ của người khác lên trên mong muốn của chính mình. Một vài người có thể lợi dụng điều đó và điều khiển bạn làm theo ý của họ, dù việc đó là sai trái, bởi vì họ biết rằng bạn sẽ không thể từ chối người khác. Thứ ba, bỏ qua mong muốn của bản thân. Những người sống vì người khác quá nhiều thường khó nhận ra những điều mà họ thật sự mong muốn. Sở dĩ như vậy là vì họ chọn cách bỏ qua những suy nghĩ của bản thân để chiều theo mong muốn của những người xung quanh. Dần dần họ mất phương hướng và không biết rõ mình cần hoặc thật sự muốn gì. Đôi khi những người này không dám nói lên cảm xúc thật của mình mặc dù rất muốn người khác lắng nghe. Ví dụ như bạn thường tránh nói với đồng nghiệp rằng họ làm bạn cảm thấy mệt mỏi và phải tự động viên mình bằng câu họ không cố ý mà. Nếu mình nói vậy, mình sẽ làm họ bị tổn thương. Thế nhưng vô tình, bạn đang phủ nhận một thực tế quan trọng rằng họ mới chính là người làm bạn tổn thương. Thứ tư, cần người khác yêu thích mình. Nếu là một người sống vì người khác quá nhiều, bạn thường rất sợ người khác ghét mình hoặc bị họ từ chối. Nỗi sợ này thường thôi thúc bạn phải làm gì đó để chiều lòng người khác và để tránh bị họ từ chối. Bạn cũng sẽ có khao khát. Đó là được mọi người cần đến và tin rằng mình sẽ có cơ hội để nhận được nhiều yêu thương hơn từ những người cần mình. Có một điều mà có thể bạn chưa biết. Trước khi muốn được người khác yêu mến, bạn phải tự yêu thương chính mình. Thứ năm, sống vì người khác quá nhiều. Những người sống để làm hài lòng người khác thường có xu hướng thích cho đi. Majes giải thích, sự hy sinh có thể nuôi dưỡng ý thức về bản thân, tuy nhiên đôi khi cũng có thể dẫn đến chủ nghĩa tử vi đạo. Bạn cứ cho đi và cho đi với hy vọng rằng mọi người có thể đền đáp sự cho đi đó bằng tình yêu và sự trân trọng mà bạn khao khát. Tuy nhiên bạn không biết rằng người khác đôi khi chỉ đang yêu thích những việc mà bạn làm cho họ, chứ không phải đang yêu thích con người thật của bạn. Và như thế, họ càng dễ thất vọng hơn khi bạn không thực hiện được mọi việc như họ mong đợi. Thứ sáu, miễn cưỡng đồng ý.
Đôi khi bạn được hỏi về cảm nhận đối với ý kiến hoặc ý tưởng của đồng nghiệp, trong khi những người khác đều tấm tắc khen ngợi, quả là một ý kiến tuyệt vời. Bạn cũng nói rằng đây đúng là một ý kiến hay, mặc dù bản thân bạn cảm thấy ý kiến này còn nhiều sai sót và chưa thật sự tốt. Nếu bạn miễn cưỡng đồng ý với những điều mà bản thân cho là chưa ổn, chỉ để làm vui lòng người khác, bạn đang vô tình tự đẩy mình và cả người khác vào nhiều bế tắc trong tương lai. Nếu ý kiến của người khác thật sự có vấn đề, bạn sẽ khiến cho bạn và cả người đó gặp nhiều rắc rối khi không chịu nói ra những điểm sai này để họ rút kinh nghiệm. Đôi khi, việc chỉ ra những khuyết điểm lại chính là điều mà người khác cần ở bạn, chứ không phải cứ gật đầu đồng ý hùa theo. Thứ bảy, xin lỗi hoặc nhận hết lỗi về mình dù chẳng làm gì sai. Có phải bạn luôn là người nói xin lỗi khi một việc không mong muốn xảy ra? Hãy trả lời thành thật câu hỏi này. Những người sống để làm vui lòng người khác thường sẵn sàng nhận hết mọi lỗi lầm về mình, ngay cả khi bản thân chẳng hề làm gì sai. Ví dụ, như đồng nghiệp nhờ bạn đặt thức ăn cho cả văn phòng, nhưng vì hàng bị sót đơn nên bạn phải chờ hết 2 giờ mới được ăn trưa. Mặc dù bạn đã cẩn thận đặt đồ ăn trước giờ ăn và việc sót đơn chính là lỗi của nhà hàng, nhưng bạn cứ vẫn xin lỗi và cảm thấy có lỗi với đồng nghiệp. Thậm chí bạn còn tin rằng đồng nghiệp sẽ ghét bỏ và không bao giờ tin tưởng nhờ bạn đặt bữa trưa nữa. 8. Không hề có thời gian rảnh rỗi. Việc bận rộn bình thường không đồng nghĩa với việc bạn là một người sống vì người khác quá nhiều. Nhưng hãy quan tâm đến cách mà bạn dùng thời gian rảnh của mình như thế nào. Sau khi thực hiện hết các trách nhiệm thiết yếu của bản thân như làm việc nhà, chăm sóc con thì bạn làm gì? Bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc nghỉ ngơi và những sở thích của bản thân? Quý vị thân mến, việc hình thành thói quen sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bạn sau này. Vậy nên, muốn trở nên khôn ngoan, hãy luyện tập cho mình thói quen của người khôn ngoan. Thứ nhất, người dốt nghĩ mình luôn đúng trong mọi trường hợp. Ngược lại, người dốt không ngừng tranh luận và sẽ không thay đổi ý kiến ngay cả khi người kia có những lý lẽ rất hợp tình, hợp lý. Thêm vào đó, những người ngu dốt không thể nhận ra rằng người khác có năng lực và thông minh hơn mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người thông minh luôn cho rằng người khác đúng, họ chỉ là phân tích các lập luận và cố gắng khách quan trước khi quyết định điều gì đúng và điều gì sai. Một người thông minh và chân chính sẽ không bao giờ đổ lỗi cho người khác về lỗi lầm của mình mà luôn có trách nhiệm và nghiêm túc nhận lỗi khi mắc sai lầm, trong khi những người dốt thì làm ngược lại. Họ thích được người khác thương hại hơn là thừa nhận mình đã phạm sai lầm và họ sẽ đẩy trách nhiệm của mình cho người khác bất cứ khi nào có thể. Người dốt đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của chính mình. Bằng cách này, người ngu dốt sẽ mãi không thể tiến bộ, còn người thông minh sẽ học hỏi được những kinh nghiệm quý báu từ chính sai lầm của mình. 2. Người thông minh đôi khi cũng tức giận, nhưng người ngu dốt thì luôn hung hăng, tức giận. Gặp xung đột, người thông minh có thể đồng cảm với người khác và nhìn nhận tình huống từ quan điểm của người khác. Họ kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe và thay đổi ý kiến của mình nếu cần thiết. 3. Người dốt không quan tâm tới cảm xúc và nhu cầu của người khác. Người thông minh là người biết đồng cảm. Họ không gạt bỏ cảm xúc và ý kiến của người khác, để từ đó họ hiểu các quan điểm khác nhau và nhìn vào một tình huống từ nhiều khía cạnh, xem xét vấn đề một cách khách quan. Những người thông minh thường cho đi mà không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì, trái ngược so với những người dốt. Điều này chỉ ra rằng những người thông minh hiểu hơn về nhu cầu và cảm xúc của người khác và có xu hướng giúp đỡ người khác nhiều hơn. Thứ tư, người dốt luôn nghĩ mình giỏi hơn người khác. Người thông minh không sợ sự cạnh tranh. Họ cố gắng giúp đỡ người khác và truyền cảm hứng cho người khác để họ tốt hơn mình. Những người thông minh có lòng tự trọng cao và họ chia sẻ kiến thức của mình với người khác một cách vô tư.
Trong khi đó, những người ngu dốt cố gắng để được công nhận là giỏi hơn những người khác. Họ thậm chí sẽ tìm cách thao túng và hạ bệ người khác vì sự ích kỷ của mình. Họ luôn phán xét, đầy định kiến và nghĩ rằng mình giỏi hơn bất kỳ ai khác. 5. Người dốt hung hăng và tức giận trong mọi tình huống xung đột. Người thông minh cũng không tránh khỏi sự tức giận, nhưng họ học được cách kiểm soát cảm xúc và chấp nhận chúng để có một tâm trạng tốt hơn, trong khi người dốt thì luôn luôn tức giận trong mọi trường hợp. Người dốt thường nổi giận và hung hăng mỗi khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà họ muốn. Họ gây hấn để bảo vệ bản thân và vị trí của mình mỗi khi cảm thấy không kiểm soát được tình huống hoặc một ai đó. 6. Người dốt đổ lỗi lầm của mình cho người khác. Nếu bạn liên tục cố gắng đổ lỗi của mình sang người khác, bạn đang chứng tỏ cho họ thấy sự ngu dốt của mình. Người dốt không thích nhận trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Họ thích nhận sự thương hại hoặc là đi đổ lỗi cho người khác. Đừng bao giờ đổ lỗi, hãy biết nhận trách nhiệm ngay cả khi trách nhiệm của bạn trong nhiệm vụ đó là rất nhỏ. Nhưng khi sai lầm xảy ra, hãy biết nhận lỗi của mình. Khoảnh khắc bạn chỉ tay vào người khác là khoảnh khắc người ta nhận ra bạn là kẻ thiếu trách nhiệm và không thông minh. Người giỏi cho rằng mỗi sai lầm đều là cơ hội cho lần sau tốt hơn.